Loan cá nuôi nhiều đàn em để thu tiền bảo kê, cho vay nặng lãi, làm giàu trên thân xác tiểu thương ở khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Khi hỏi về cái tên Loan cá, tên thật là Lý Thị Loan, 39 tuổi, ngụ tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Rất nhiều người dân sống xung quanh khu công nghiệp Thạnh Phú, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đều bức xúc về những gì mà bà trùm này và đồng bọn gây ra. Theo nguồn tin của phóng viên VTC News, sở dĩ có cái biệt danh Loan cá do có thời gian Loan từng bán cá tại thành phố Biên Hòa. Ngoài biệt danh Loan cá, Loan còn sở hữu biệt danh là Loan bộ đội vì sở thích mặc đồ giản dị kiểu nhà binh. Đám đàn em của Loan cũng bắt chước sở thích này của thị, nên giới anh em xã hội ở Biên Hòa gọi nhóm này là nhóm Loan bộ đội, song song với biệt danh Loan cá. Cách đây một thời gian, Loan cùng các đàn em là Hoàng Thị Tuyết Nhung, 35 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, hình thành băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen nhưng không thể cạnh tranh được với các băng khác ở thành phố Biên Hòa nên giạt ra khu vực Đồng Khởi, tỉnh lộ 768, xung quanh khu công nghiệp Thạnh Phú, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu cách thành phố Biên Hòa chừng vài cây số để hoạt động. Tại đây, Loan thu nạp thêm đàn em là các thanh niên xăm trổ, ngổ ngáo, nhiều tên được Loan bỏ tiền sắm xe cho bán trái cây để tạo vỏ bọc. Dưới trướng của Loan, Nhung, những thanh niên bặm trợn, xăm trổ đầy mình này chuyên dùng vũ lực ép các tiểu thương bán đồ thiết yếu cho công nhân, buộc họ phải đóng tiền bảo kê. Có người bị trúng thu 1 triệu đồng, có người bị trúng thu 1,5 triệu đồng mỗi tháng. Hàng ngày, Loan cùng đàn em đi thu tiền bảo kê, cho vay nặng lãi, ghi số đề, đòi nợ thuê. Khi có người không đóng tiền, có ý chống đối, chúng tập hợp lại sẵn sàng ra tay xử đẹp, khiến nhiều người khiếp sợ. Sau khi buộc hàng trăm tiểu thương buôn bán ngay cổng chính vào công ty may Trang Sinh Việt Nam và dọc tỉnh lộ 768 phải cống nạp tiền bảo kê, chúng định mở rộng địa bàn đến cổng phụ của công ty này nằm trên tỉnh lộ 768, nơi có nhiều người bán hàng rong. Một phụ nữ bán chè dạo tại đây cho biết, cách đây chừng vài tháng, nhóm của Loan đến định chia khoảng đất trống nơi họ đang bán thành những ô nhỏ để thu tiền chỗ hàng ngày. Tuy nhiên, do khu vực này lực lượng chức năng không cho buôn bán, thường xuyên đẩy đuổi, nên nhóm của Loan chưa thực hiện được ý đồ. Chia sẻ với phóng viên VTC News sáng ngày 6 tháng 5, một ngày sau khi bà trùm Loan cá cùng đàn em bị bắt, một số người dân xin được giấu tên, buôn bán trên tỉnh lộ 768 vui mừng ra mặt khi hay tin băng của Loan cá bị triệt phá. Số khác gửi lời cảm ơn đến các chiến sĩ công an tỉnh Đồng Nai. Theo ông A, một người bán hàng rong trước cổng công ty Trang Xin Việt Nam, thì băng của Loan cá hoành hành khá lâu, khiến ông và nhiều tiểu thương khác rất bức xúc. Mình tới dọn hàng ra để bán mà không đóng tiền thì chúng xuất hiện đuổi mình đi và phá hàng hóa ngay lập tức. Giờ lực lượng công an bắt băng nhóm này, người dân chúng tôi rất cảm ơn vì đã trả lại sự bình yên để buôn bán, ông A nói. Không riêng ông A, được sự vận động của các lực lượng chức năng, nhiều người khác đã đến cơ quan công an làm đơn tố cáo hành vi bà trùm Loan cá và đồng bọn. Hiện lực lượng chức năng đang trích xuất camera, làm việc với nhiều người để có căn cứ xử lý nhóm của Loan cá theo pháp luật.
Theo Công an tỉnh Đồng Nai, sau khi bắt quả tang Loan cùng đàn em đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của một tiệm sữa gần khu công nghiệp Thạnh Phú vào chiều qua. Đến sáng nay, ngày 6 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ 10 đối tượng để lấy lời khai, trong đó Loan được xác định là đối tượng cầm đầu. Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an Đồng Nai thu giữ gần 300 triệu đồng, trong đó có rất nhiều cục tiền lẻ mệnh giá 1.000, 2.000, 5.000 và 10.000 đồng mà băng của Loan Cá mới cưỡng đoạt từ những người buôn bán hàng rong, tôm, cá ở khu vực đường Đồng Khởi và đường tỉnh lộ 768. Công an Đồng Nai cũng thu giữ được nhiều cuốn sổ ghi số tiền thu hàng ngày của hàng trăm người dân buôn bán, sổ ghi cho vay nặng lãi, sổ ghi tiền đòi nợ thuê và sổ ghi số đề.